tộc trưởng và các khách mời. Các món từ sò điệp có làm cho mọi người xao xuyến không? Nếu có thì hãy cùng xuyến xao một lần nữa với combo từ lương Nhật nào. Lương Nhật biển béo tròn, sau khi sơ chế làm sạch thì nướng trên lửa than, cứ liên tục quét nước sốt của nhà hàng lên. Như vậy, trong 2 tiếng sẽ được con lương đo đỏ, mập mạp như tộc trưởng và mọi người đã thấy nha. Cơm ép lương có khác gì so với cơm ép gan ngỗng ở vòng 1 không ta? Thử ngay thôi nào. Cắt bơ thành từng lát mỏng. Chuẩn bị cơm, bột tempura, mè trắng. Để bắt tay vào ép cơm thôi. Dưới cùng là một lớp cơm mỏng. Cho tiếp lớp bột tempura giòn giòn. Rồi lại thêm một lớp cơm nữa. Nén sương sương cho các lớp được liên kết hơn. Xếp bơ lên thôi nào. Lại thêm một lớp cơm nữa. Và trên cùng là lương đã cắt cho vừa với khuôn. Nén lại lần nữa cho thật chặt chẽ. Rồi lấy khối cơm ép ra thôi. Cắt thành từng miếng thật đều nhau. Xếp ra dĩa và rắc mè lên. Rắc mè cũng phải thật là chanh xả nào. Tất cả hãy cùng xem chị Trang thể hiện nha. Kìa, món ruột của em nha mọi người. Vậy là xong rồi. Lớp cơm mềm mềm, chua chua, ngọt ngọt, bột tempura giòn giòn, lương Nhật thơm ngọt, đậm vị. Đúng là sự tuyệt vời khi ăn kèm với rong biển nha.